Bởi vì hai người đó đều vô tích sự hết. Bình thường tinh thần của cả hai đều không ổn định và không đủ kiên cường. Chính vì vậy họ dễ bị mấy hồn ma này đùa giỡn cũng đúng thôi. Sao mình lại được sinh ra? Xấu hổ thiệt. Tới cậu nữa hả? Một cảnh tượng vô cùng thú vị. Câm miệng đi. Rồi, tôi xin lỗi. Sao mình lại được sinh ra? Xấu hổ thiệt. Cái tên ngốc này, đừng có ôm đầu tôi mà ngất chứ. À quên, Zoro nè, tại sao cậu cũng bị sóng thần rượt chạy vậy? Cậu cũng ở dưới đó hả? À, chuyện đó không có gì đâu. Cậu ấy cắm đầu vào ông Khôi á. Cậu bị cắm đầu vào ông Khôi hả? Zoro ơi, cậu đúng là hết thuốc chữa. Nhưng mà làm sao cắm đầu vô đó hay vậy? Cậu có khác gì cậu ta đâu mà nói chứ. Cả hai đều ngốc y chang nhau à. Vậy là Zoro tiến quá chậm hơn loài chim biển nữa. Cậu đừng có được nước làm tới như lúc quy ngu.